Nói chung là tất cả những cái tinh hoa hay của tất cả các hãng lớn Kỳ Lân đều học hỏi và đúc kết từ kinh nghiệm trải nghiệm của mình để tạo nên một phong cách riêng biệt của Kỳ Lân mà tất cả quý khách sẽ hài lòng tuyệt đối. Và giữ viên kim cương chuẩn như thế này thì tỷ lệ rất hụt là hầu như bằng không, gần như là bằng không luôn nha quý khách. Bằng 75 mà Kỳ Lân làm tới thành bằng 76 luôn, có cái bằng 77 luôn. Và sau đó Kỳ Lân đi phân tích thành phần và đi giám định thêm nữa, rất là kỹ sản phẩm như vậy, nên quý khách hãy an tâm tuyệt đối sản phẩm Kỳ Lân Luxury. Vâng, Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Vâng, và hôm nay chủ đề của ngày hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách một dịch vụ chuyên custom cho đồng hồ chính hãng và chuyên custom tất cả những gì liên quan đến vàng, kim cương cho tất cả những loại đồng hồ. Đây trên tay Kỳ Lân đang cầm là một chiếc đồng hồ Rolex Demi. Và chiếc đồng hồ Rolex Demi này là của khách hàng. Và khách hàng yêu cầu Kỳ Lân là đính kim cương vào cái vòng bezel này. Hiện tại thì cái vòng bezel này là vòng zin của hãng. Có nghĩa là nguyên cái đồng hồ này là nguyên cái đồng hồ của hãng Rolex. Và khách hàng yêu cầu Kỳ Lân đính kim cương lên trên cái vòng bezel vòng tròn này. Thì Kỳ Lân sẽ đưa ra hai phương án cho quý khách chọn. Một là đính kim cương lên trên cái vòng này luôn. Hai là Kỳ Lân sẽ đúc một cái vòng bezel mới bằng vàng và đính kim cương lên để mình thay vào và mình cắt giữ cái vòng bezel zin kia đi. Thì tùy theo nhu cầu của quý khách, ví dụ như quý khách thích kim cương là kim cương tròn, Kỳ Lân sẽ làm kim cương tròn. Quý khách thích kim cương baguette, Kỳ Lân sẽ làm kim cương baguette. Và cụ thể trên cái đồng hồ này là khách hàng yêu cầu làm kim cương tròn và viên kim cương tròn 2 ly nối liền nhau như thế này. Quý khách thấy chưa? Dạ, rất rõ luôn à. Bình thường thì nó như thế này nó đã đẹp rồi. Nó đã có độ đẹp của chảy tia trên vòng bezel zin rồi. Và khi khách hàng cần đến kim cương lên này thì Kỳ Lân tư vấn là nên đúc một cái vòng vàng mới, một cái vòng bezel mới bằng vàng và đính kim cương lên, mình thay cắt cái vòng bezel gốc này đi để sau này cần thì mình có thể thay lại. Đó, thì khi mà kim cương vào thì cái độ đẹp trở nên tuyệt vời hơn ạ. Nói chung là quý khách thích kim cương tròn như vậy hay là kim cương baguette thì chỉ cần đặt vấn đề với Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ phục vụ như yêu cầu. Và kể cả đính kim cương trên cái dây mắt dây, đến full luôn dây luôn, hoặc là đánh trên mắt dây ở giữa demi vàng này, đến full dây hai bên luôn, đến full cái mặt luôn, hoặc là đến thêm viên kim cương cho cái đấm này luôn, Kỳ Lân vẫn thực hiện được cho quý khách, miễn là quý khách có nhu cầu và yêu cầu. Và tất cả những gì liên quan đến custom cho đồng hồ chính hãng cũng như là custom tạo nên những chiếc đồng hồ chế tác thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, bởi vì Kỳ Lân chuyên về thiết kế custom, design thiết kế custom, tạo nên những bản hoàn thiện những sản phẩm chế tác cũng như là custom thêm cho những bản chính hãng trở nên đẹp hơn. Bình thường đã đẹp rồi thì mình tạo nên vẻ đẹp nó tuyệt vời hơn nữa. Ví dụ đây là một cái đồng hồ nguyên thủy của hãng thì nó đã đẹp rồi thì mình thêm custom, thêm kim cương vào vòng tròn này thì nó sẽ đẹp hơn, hoặc là đính thêm kim cương ở cái vòng dây này, ở mắt dây này nó sẽ đẹp hơn. Đây là cái vòng toàn bộ được đúc bằng vàng nguyên khối, vàng ao 750 18K chuẩn châu Âu. Và tùy vào nhu cầu của quý khách hoặc là tùy vào cái sản phẩm mặc định có của quý khách, ví dụ như đây là một cái đồng hồ màu vàng vàng thì Kỳ Lân sẽ làm một cái vòng bezel nó màu vàng vàng. Nếu như chiếc đồng hồ của quý khách là màu vàng hồng, vàng ru gold thì mình sẽ làm, Kỳ Lân sẽ làm là màu vàng ru gold đúng theo của cái đồng hồ. Và đính đều hết viên kim cương 2 ly. Và đặc điểm đặc biệt mà Kỳ Lân muốn nhấn mạnh với tất cả quý khách đó chính là độ chuyên nghiệp của đội ngũ Kỳ Lân Luxury. Chọn hộp 2 ly đều nhau hết
và tỷ lệ độ sạch, độ đẹp nó cũng ngang bằng đều nhau, gần như là ngang bằng đều nhau hoàn toàn. Kỳ Lân luôn học hỏi tất cả những cái phương thức hoạt động của tất cả các hãng lớn về, ví dụ như đây là cách chọn hộp và độ đẹp, độ sạch và tương đồng. Nói chung là tất cả những cái tinh hoa hay của tất cả các hãng lớn, Kỳ Lân đều học hỏi và đúc kết từ kinh nghiệm, trải nghiệm của mình để tạo nên một phong cách riêng biệt của Kỳ Lân mà tất cả quý khách sẽ hài lòng tuyệt đối. Mình sẽ trải nghiệm thực tế, hồi nãy giờ là Kỳ Lân nói bằng lời và bây giờ Kỳ Lân sẽ nói qua thực tế, qua cái máy soi. Thì mình sẽ để ý nè, mỗi viên kim cương nó sẽ có bốn cái chấu giữ lại như thế này. Với cái chấu đẹp tròn đều như thế này và giữ viên kim cương chuẩn như thế này thì tỷ lệ rớt hột là hầu như bằng không, gần như là bằng không luôn nha quý khách. Và từng viên kim cương cũng đã kiểm nghiệm từng viên một theo tiêu chí của những hãng đã làm, thì Kỳ Lân cũng đã học hỏi được tiêu chí đó và thậm chí là mình còn tối ưu thêm những cái đặc trưng riêng của Kỳ Lân nữa, là hột đẹp, chấu đẹp và đều. Rồi Kỳ Lân sẽ di chuyển những hột khác nè, rất là đều và rất đẹp. Hột không, Kỳ Lân không chọn những hột bệnh, không chọn những hột xấu nha. Thì như quý khách đã biết là viên kim cương nó sẽ có giá trị khác nhau, mặc dù nó y chang kích thước nhưng mà nó sẽ giá trị khác nhau nhờ vào độ sạch, độ đẹp, độ xấu. Đó. Mình không nói bằng miệng không, mà mình nói xong mình phải coi kiểm chứng lại bằng máy móc. Tất cả vàng bạc, tất cả những cái đồ quý này Kỳ Lân đều đi giám định phân tích hết. Ví dụ như bình thường là vàng thì 75 thì sẽ khi thành phần ra là 75% nè. Và khi làm sản phẩm thì không cái nào nó giống tuyệt đối cái nào. Ví dụ như là 75 thì có thể 75, 71 hoặc là có khi 76. Vàng 75 mà Kỳ Lân làm tới thành bằng 76 luôn, có cái bằng 77 luôn. Đây, Kỳ Lân phân tích thành phần hết. Một sản phẩm sẽ có, ví dụ như sản phẩm này sẽ có 4 thành phần nè. Vàng, đồng, bạc, kẽm. Thì vàng ở đây là 75%, mà 75,11 là vượt một xíu so với 75, thì cái này là tùy mỗi sản phẩm, tùy vào được mình làm nó sẽ có thể là 75 hoặc là 76 hoặc là 7499 chẳng hạn. Ví dụ như cái này cái khác nè là 76,12, có nghĩa là vàng 75 thành vàng 76 luôn, chỉ có dư, thường thì đang làm chỉ có dư thôi, 75 thường thì đang làm thành có 76 thì 77. Và Kỳ Lân còn kỹ hơn nữa bằng cách là đi giám định thêm ở một số trung tâm giám định kim hoàn, ví dụ cụ thể như là Duji Lab. Thì ở đây họ sẽ chụp hình sản phẩm, cụ thể là chiếc nhẫn Patek Philippe Kỳ Lân đang mang trên tay nè. Đó thì họ sẽ đi phân tích cho mình nè, họ chụp hình sản phẩm vào luôn. Thì đây là vàng hồng, vàng hồng họ ghi là vàng hồng Rougon luôn nè, vàng hồng 18K. Ở đây họ sẽ không ghi là bao nhiêu phần trăm vàng mà họ chỉ nói cụ thể là vàng gì thôi, vàng 18. Rồi bao nhiêu viên kim cương, họ sẽ ghi 35 viên. Và kim cương thiên nhiên, kim cương tự nhiên nè, kiểu tròn, kiểu kim cương 1 ly 2, đó họ sẽ ghi như vậy. Mặc dù Kỳ Lân đã dùng kinh nghiệm chuyên môn của mình để mà xem phân tích xong, và sau đó Kỳ Lân đi phân tích thành phần và đi giám định thêm nữa rất là kỹ sản phẩm như vậy, nên quý khách hãy an tâm tuyệt đối sản phẩm Kỳ Lân Luxury. Vâng, và Kỳ Lân bắt đầu tiến hành ráp cái vòng bezo này, vòng bezo vàng kim cương này vào đồng hồ Rolex. Clip hoàn thiện này sẽ được up lên trong thời gian tới. Kỳ Lân chân tình mời tất cả quý khách hãy ủng hộ, đăng ký, subscribe kênh YouTube này cũng như like, theo dõi trang fanpage này để cập nhật video đó và những video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Một lần nữa, Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách hãy truy cập vào website Kỳ Lân Luxury để xem những mẫu mới, những sản phẩm hấp dẫn nữa nha. Hoặc là quý khách có thể gọi cho Kỳ Lân trực tiếp hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Chân thành cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem một Kỳ Lân review tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách trọn niềm vui, tràn đầy sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.